quay thử xổ số miền Nam hôm nay thứ bảy ngày 28 tháng 5 năm 2022, gồm có đài thành phố Hồ Chí Minh, đài Long An, đài Bình Phước và đài Hậu Giang. Và đài cho kênh Mạnh Vlog 1 của mình xin một đăng ký một like để nhận kết quả quay thử tham khảo xổ số miền Nam và miền Bắc mới nhất từ kênh Mạnh Vlog 1 của mình nhé. Chúc các bạn may mắn và các bạn nghe nhạc.